Mặc dù ở ngoài đời bị con người cho lên dĩa nhiều hơn là tiễn con người lên đường, nhưng cá mập khi lên phim ảnh vẫn được xem là hung thần đại dương chuyên đi gieo rắc nỗi sợ hãi nhờ sở hữu thân hình siêu to khổng lồ so với đời thực. Nếu như con cá mập trắng lớn nhất thế giới được ghi nhận chỉ cỡ từ 6 đến 7 mét, thì trên màn ảnh, con cá mập size M có thể dài hơn 10 mét, size L là 20 mét, thậm chí có con thuộc size XXL với kích thước cỡ 457 mét, chỉ thua tòa nhà Landmark 81 có 4 mét mà thôi. Vậy đó là những con cá mập nào? Hãy cùng tôi khám phá bằng cách bấm đăng ký và xem tiếp để biết thêm về hội những sinh vật đam mê cắn cáp trong thế giới phim ảnh. Nhân dịp siêu phẩm The Meg của Jason Statham ra mắt phần 2 nhá. Bấm xong rồi thì mình cùng lặn xuống đại dương thăm các bé mập thôi. Let's go! Một, cá mập Brooks của Jaws 1975. Jaws 1975 là một bộ phim kinh dị đến từ Hoa Kỳ do Steven Spielberg làm đạo diễn và dựa trên quyển tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Peter Benchley. Phim kể về những vụ tấn công hàng loạt của một con cá mập trắng khổng lồ tại bờ biển New England có biệt danh thân thương do đoàn làm phim đặt là Brooks và hành trình tiêu diệt nó của ba người đàn ông là cảnh sát trưởng Brody, nhà hải dương học Hooper và thợ săn cá mập Quint. Với chiều dài 7,6 mét cùng cân nặng 3 tấn, kích thước của Brooks được xem là cực kỳ khủng đối với một con cá mập trắng lớn, dù ngoài đời thực cũng có một số cá thể thuộc giống cái sở hữu kích thước gần bằng nó. Như Submarine dài 7 mét sống ở vịnh Falls của Nam Phi trong những năm 1980, hay Humpback dài gần 6,5 mét ở quần đảo Farallon nằm cách bờ biển San Francisco hơn 80 km. Vì trên thực tế, chỉ có những con cá mập trắng lớn giống cái mới đạt được chiều dài hơn 6 mét, còn kích thước của giống đực thì chỉ từ khoảng 5 cho đến 5,5 mét là đã được xem là lớn lắm rồi. Điều này đã khiến cho Brooks, một con đực, trở thành người khổng lồ so với các anh em của mình. 2. Big Mako của Deep Blue Sea. Vì ra đời sau tác phẩm huyền thoại Hàm cá mập 24 năm, nên các nhà làm phim của Deep Blue Sea đã phải vò đầu bứt óc suy nghĩ xem nên làm một bộ phim về cá mập như thế nào mới được coi là hay, mà không mang tiếng là phiên bản Shoppy của Jaws. Do đó họ đã quyết định tạo ra Big Mako, những kẻ phản diện to bự hơn cá mập Brooks của đạo diễn Steven Spielberg. Với chiều dài xấp xỉ 8 mét cùng cân nặng 3,6 tấn, thuộc giống Mako vây ngắn, mà loài này ở ngoài đời thì chỉ dài từ 3 cho đến 3,7 mét mà thôi. Ngoài ra, Big Mako còn sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh vì các nhà khoa học đã thực hiện thí nghiệm biến đổi gen cho chúng để nghiên cứu phương pháp chữa trị bệnh mất trí nhớ ở con người khi chúng có thể phát triển khả năng bơi ngược, một điều hoàn toàn bất khả thi về mặt vật lý so với cá mập đời thực, hay thậm chí là ném cáng lên cửa sổ phòng thí nghiệm để nước tràn vào qua kính vỡ, vì chúng biết bản thân mình không thể tiêu diệt con mồi nếu như không có nước để thở. 3. Sharktopus của bộ phim cùng tên. Dựa theo con quái vật đại dương nửa cá mập nửa bạch tuộc có nguồn gốc từ vùng biển Caribe, Lusker, các nhà làm phim của hãng Sci-Fi đã tạo nên Sharktopus, phản diện chính của bộ phim Cá mập lên bờ. Theo kịch bản, mọi chuyện bắt nguồn từ việc Hải quân Hoa Kỳ muốn tạo ra một loại vũ khí mới, do đó họ đã giao dự án này cho một tổ chức nghiên cứu có tên là Blue Water thực hiện. Sau đấy, Blue Water đã áp dụng công nghệ sinh học và di truyền để tạo ra một loài sinh vật lai giữa cá mập và bạch tuộc có thân hình dài khoảng 9 mét cùng khả năng chiến đấu rất cao, tên là S-11 hay còn gọi là Sharktopus. Tuy nhiên, do gặp sự cố trong một buổi thí nghiệm ở vùng biển thuộc thành phố Santa Monica, Sharktopus đã thoát khỏi tầm kiểm soát của nhóm nghiên cứu khoa học và sát hại rất nhiều người trên đường nó di chuyển đến vịnh Mexico. Cá mập bình thường vốn đã đáng sợ lắm rồi, nhưng cá mập lai bạch tuộc như Sharktopus trong bộ phim cùng tên còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần vì loài thủy quái này có thể tấn công bạn bất kỳ nơi nào, dù là dưới biển sâu hay là trên mặt đất. Thậm chí nó còn được tiến sĩ Nathan Sands buff thêm độ thông minh để trở thành cỗ máy giết người hoàn hảo. Vì vậy, vào cuối phim, nó chỉ có thể bị tiêu diệt khi con gái của ông, Nicole, giải được mật mã kích nổ Sharktopus lưu trong máy tính của mình. 4. Cá mập Bruschetta của Jaws 1983. Bruschetta là tên không chính thức của kẻ phản diện chính trong Hàm cá mập phần 3 được sản xuất năm 1983, dựa theo tên của con cá mập ở phần phim ban đầu. Theo nội dung của Jaws 3D, Bruschetta là giống cái và cũng thuộc loài cá mập trắng lớn như Brooks. Ban đầu, nó cùng với đứa con của mình đã bị giam giữ tại công viên nước SeaWorld vì lòng tham của con người. Không lâu sau đó, chúng đã thoát ra được và phá banh ta lông nơi này. Với chiều dài 11 mét, Bruschetta được xem là kẻ phản diện khủng nhất của thương hiệu hàm cá mập vì Brooks thì chỉ cỡ 7,6 mét, sang đến Bruschetta của phần 2 hay Vengeance của Jaws The Revenge 1987 thì cũng xem với chiều dài từ 7,6 đến 8,5 mét. Chính vì có kích thước khủng như thế nên Bruschetta thường được người hâm mộ đặt giả thuyết rằng phải chăng nó chính là cá mập siêu bạo chúa đời đầu trên màn ảnh Megalodon,
vì theo các ghi chép khoa học, chưa có con cá mập trắng lớn hiện đại nào dài qua kích thước 10 mét. 5. Black Demon Shark của The Black Demon 2023. The Black Demon hay quái vật đen lấy bối cảnh tại một thị trấn ven biển Mexico. Nhân vật chính trong phim là anh Bose. À nhầm, anh Paul này mới đúng. Anh Paul là một kỹ sư khai thác giàn khoan. Vì muốn cân bằng giữa công việc và gia đình, anh đưa cả gia đình mình đến nơi anh công tác ở một vùng biển. Tuy nhiên, việc khai thác dầu của công ty anh đã đánh thức một con quái vật trong truyền thuyết của bán đảo Banja thuộc Mexico, có tên địa phương là Tlaloc, còn tên quốc tế là Black Demon. Tlaloc được mô tả là có làn da đen như tiền đồ của chị dậu, vây lưng cao cùng với kích thước khổng lồ 18 mét, tương đương với siêu cá mập thời tiền sử Megalodon. Do đó, nó có khả năng tấn công cá voi và cả đàn sư tử biển chỉ sau một cú đớp. Tuy nhiên, vì chỉ là phim điện ảnh có kinh phí thấp khoảng 50 triệu đô, trong khi một tác phẩm khác cũng làm về Megalodon là The Meg đã có kinh phí lên đến 150 triệu đô, dù được ra mắt từ năm 2018, nên kẻ phản diện Megalodon da đen đã bị dìm hàng đến mức đáng thương khi số phân cảnh nó xuất hiện vô cùng ít ỏi, còn chất lượng CGI thì tệ hại đến mức đáng quên, dù cho profile của Tlaloc cũng khá ra gì và này nọ khi vốn là hiện thân của thần mưa và sự sinh sôi. Vì con người làm ô nhiễm biển cả nên nó đã quyết định trỗi dậy lên từ lòng đại dương sâu thẳm để trừng phạt họ. 6. Prehistoric Shark của Super Shark 2011. Prehistoric Shark là kết quả đến từ một sự cố ngoài ý muốn trong quá trình khoan dầu. Cụ thể, một loại hóa chất độc hại đã rò rỉ ra đại dương khiến con cá mập trắng tiếp xúc với nó hàng ngày trở nên to lớn đến mức bá đạo với kích thước ít nhất là 21 mét. Ngoài ra, hóa chất này còn giúp cho nó có thêm một số sức mạnh đáng kinh ngạc như là bò được lên bờ để tấn công con người, dễ dàng nhấn chìm một giàn khoan dầu xuống nước, có lớp da chống chịu được đạn, tấn công tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ hay thậm chí là bay lên khỏi mặt biển để đớp gãy một chiếc máy bay phản lực. 7. Megalodon của The Meg. Năm 2018, các nhà làm phim Hollywood hồi sinh một con quái thú vốn đã tuyệt chủng vào 2 triệu năm trước trong phim The Meg Megalodon hay còn có tên gọi khác là Cá Mập Siêu Bạo Chúa. Theo các nhà nghiên cứu khoa học, sinh vật khổng lồ này sở hữu chiều dài có thể lên đến 18 mét và nặng 60 tấn, gấp khoảng 3 lần so với con cá mập trắng lớn nhất từng ghi nhận. Tuy nhiên, nhà làm phim The Meg vẫn chưa thấy đủ đô cho lắm nên họ đã quyết định tăng chiều dài bé mập lên đến 23 mét, nghĩa là nó vốn đã bự, nay nhờ Hollywood nó còn bự hơn thế nữa. Do đó, chỉ với một lần há miệng, Megalodon có thể nuốt trọn một lúc cả 6 người trưởng thành, hoặc dễ dàng cắn đôi xuyên qua cả xương của một con cá voi lưng gù lớn có kích thước dao động từ 12 cho đến 16 mét. 8. Megalodon của Meg 2 The Change. Sau 5 năm chờ đợi, cuộc chiến với những con cá mập thời tiền sử của người vận chuyển Jason Statham rốt cuộc cũng đã trở lại và lợi hại hơn xưa khi phản diện lần này được hứa hẹn là còn khủng hơn cả phần phim trước. Nổi bật nhất là chi tiết Megalodon nhảy lên bờ để đớp một con khủng long bạo chúa trưởng thành. Theo cuốn tiểu thuyết gốc The Change 1999 của tác giả Steve Orton, hai con cá mập Angel và Scarface có kích thước to nhất là 24 mét. Tuy nhiên vì các nhà làm phim thường có xu hướng phóng to kẻ phản diện so với nguyên tắc và các phần phim trước, nên cá mập trong The Meg 2 có thể còn dài hơn cả 24 mét. 9. Jaguar Shark của The Life Aquatic with Steve Jisoo 2004. Jaguar Shark là một con cá mập giả tưởng do một bộ phim sản xuất năm 2004 có tên là The Life Aquatic with Steve Jisoo tạo ra, dựa trên sự kết hợp giữa hai loài cá mập là Great White Shark và Jaguar Cat Shark. Theo bộ phim, nó được miêu tả như một sinh vật huyền bí tuyệt đẹp của lòng đại dương khi có kích thước khổng lồ lên đến 30 mét, cùng lớp da như một con báo đốm Jaguar, khiến sinh vật này trở nên tỏa sáng giữa bóng tối tại đáy biển. Cũng nhờ vẻ đẹp này, nhà hải dương học Steve Jisoo đã quyết định không giết Jaguar Shark để báo thù cho bạn thân nữa mà chọn giữ mạng sống cho nó để nó tiếp tục được làm hoa hậu cá mập của đại dương. 10. Mega Shark của Mega Shark vs Crocosaurus. Cuối cùng sẽ là một con quái vật có độ lớn khủng bố nhất từ trước đến nay, Mega Shark trong Mega Shark vs Crocosaurus. Vì con cá mập này đã đạt đến level của một kaiju, chứ không đơn thuần là một loài động vật hoang dã đến từ đại dương nữa. Dựa theo bộ phim được sản xuất năm 2010 của hãng The Asylum, Mega Shark sẽ có kích thước khoảng 457 mét vì nó hoàn toàn dư sức đánh solo với một con cá sấu cổ đại tên là Crocosaurus đã được nhân vật Nigel xác nhận là có độ dài khoảng 1.500 feet. Có thân hình to bự là chưa đủ, Mega Shark của hãng The Asylum còn sở hữu thêm một số khả năng điên rồ khác như là vẫy đuôi phá chiến hạm, cắn đứt đôi tàu ngầm, chống chịu được ngư lôi và nhảy được đủ cao khỏi mặt nước để đớp gãy cánh máy bay chiến đấu của quân đội Hoa Kỳ. Ngoài sức mạnh thể chất, Mega Shark còn sở hữu trí thông minh vừa đủ để tránh mắc bẫy của kẻ thù và tìm ra chiến lược để đánh bại họ. Và vừa rồi là top 10 con cá mập khủng nhất trong thế giới điện ảnh của Messine. Các anh em còn biết con nào khác khủng hơn nữa không? Hãy comment phía bên dưới cho tôi biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye!